Tuấn, nhưng nếu anh nói số 1 em cũng chọn, anh có nhường em không? Đúng, đúng. Nhường luôn. Hay quá Trà ơi. Trà ơi, hay quá Trà ơi. Hay quá Trà ơi. Bây giờ em chọn số 1 đúng không? Đúng. Bây giờ Tràm nó cũng sẽ chọn số 1. Thì em nhường. Tuấn ơi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà không biết cái bài của anh Ngọc Lễ. Đừng tin những gì con gái nói. À, bên Giang và Vân, em có muốn mời Thái Trinh về nhà mình không? Chị Ốc chọn Thái Trinh luôn. Lý do là chị em mình đã từng làm người hùng tí hon rồi đúng không? Xin mời hai em về vị trí của mình. Kiếp thật khang, hiệu quả cho người rối loạn lo âu, trầm cảm, đau đầu, mất ngủ kéo dài, suy nhược thần kinh. Khách mời của chương trình ngày hôm nay, họ có những mối quan hệ mất hãy cùng chờ đón em sẽ mưa Hương Tràm. Có hai từ sẽ nói nhiều trong chương trình ngày hôm nay là quá khứ và hiện tại. Bùi Anh Tuấn. Hồi xưa anh Ưng Hoàng Phúc có cái bài hát là Thà như thế, thà đừng vô thế đó em. Nãy giờ bạn muốn nói chuyện với Mai Tài Phở đúng không? Nói một câu gì đó đi. Em rồi. Ờ ok. Hai đứa chào nhau okay. Như muốn lộn vậy. Và hãy cùng chờ đón 7 giọng ca bí ẩn của ngày hôm nay. Dạ em nghĩ là hát không hay anh ạ. Em cũng nghĩ bài này hát không hay. Em nghĩ bài này hát không hay. Đấy, thấy không? Thấy chưa, tôi thông lắm. Yeah, yeah. Bạn này cái âm thanh phát ra nãy rất là đầy. Mà có vẻ hát dở nha. Một người nào khác cho anh thêm đậm sâu. Nghiêm túc xem lại chuyên môn của mình. Một hai ba lỗi. Con mình Mai Tài Phấn đứng hiên ngang. Tài tướng xin lỗi luôn mà. Ngày anh theo em đi. Anh theo ta đi xin lỗi. Xin lỗi em. Nhục nhã đàn ông của con chứng kiến. Đúng. Xin lỗi đi. Không. Đúng. Đúng. <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> hết giờ. Đến lúc chúng ta phải đưa ra quyết định rồi. Tụi em đang phân vân. Lâm Vĩ Dạ muốn chọn chủ quán nhậu. Nhưng mà bạn Tuấn muốn chọn số 1. Vì tụi em rất là trân trọng Tràm nên nhường số 7 cho Tràm trước rồi. Hả? Nhưng mà vì tại vì Tuấn hát chứ hai anh em mình không hát. Dạ đúng. Nên mình sẽ chọn số 6 cho Tuấn. Dạ. Tại sao? Sao? Em cho bạn số 1. Tin anh đi. Anh tin em không? Anh với Thành là người mấy năm, anh nghĩa cũng mấy năm rồi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy được ở số 6 tốt nhất. Anh hỏi em nè. Cái thái độ diva nó nói nó hết tất cả. Một. Em thấy số 6 đứng không nè. Cái kiểu nè, cái kiểu này mà hát. Đáp em nhau. Chọn mạng số 1. Đáp. Tuấn, nhưng nếu anh nói số 1 em cũng chọn, anh có nhường em không? Đúng, đúng. Nhường luôn. Hay quá Trà ơi. Trà ơi, hay quá Trà ơi. Hay quá Trà ơi. Bị kiến cận ơi, chết em rồi. Bây giờ sao nào? Quyết định cuối cùng của Giang. Nếu anh đứng dậy anh vẫn chọn số 6. Em số 6. Anh ngồi xuống đi. Anh, Phến, phải là anh có nhường em không? Đến giờ phút này anh chỉ biết im lặng thôi. Không phải. Em mà, nè, anh nói em nghe nè. Bây giờ em chọn số 1 đúng không? Đúng. Bây giờ Tràm nó cũng sẽ chọn số 1. Thì em nhường. Thì bây giờ số 1 sao được biết định lại mà thế nào. Ờ, em nhường, thế nào cũng vậy Tràm. Thì cuối cùng em vậy số 6 à. Đúng rồi Tuấn ơi. Người ta có câu là cá không ăn muối cá ương. Em cãi anh chị là trăm đường em sai đó. Đúng không? Nghe anh phân tích. Khi mình lựa chọn số 6, Thanh mình lấy, bại mình chịu. Nhưng mà mình mang tiếng là mình nhường cho phụ nữ. Nếu mà Thanh chọn số 1 thì ok, Trang cũng đang băn khoăn mà. Em chọn số 1 mà. Hương Trà muốn chọn số 1. Thanh chọn số 1 rồi đúng không? Ừ.
Sao? Anh thôi, anh chọn đi. Mình là man, mình phải nói cái gì đó để cho phụ nữ được có sự. Đầu tiên em muốn chọn số mấy? Đầu tiên hỏi đầu tiên chọn gì nữa? Hỏi đầu tiên gì nữa? Giờ khẳng định luôn, chọn số mấy? Nói. Em muốn chọn số 6. Sáu. Số 6. Đó là sự lựa chọn của Bùi Anh Tuấn nha. Vậy bây giờ Tram. Em chọn số 7. Ok. Cái gì vậy? Tuấn ơi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà không biết cái bài của anh Ngọc Lễ? Đừng tin những gì con gái nói. Em thấy chưa? Đàn ông không sợ cái gì hết, chỉ sợ lòng già của đàn bà. Vâng, em sợ anh luôn. Sau hồi tranh cãi quyết liệt, có sự dụ dỗ, rồi có mỹ nhân kế trong đó nữa. Cuối cùng thì đội Trường Giang đã chọn số 6, đội Trấn Thành chọn số 7. Mời hai em vào trong chuẩn bị. Anh biết là em đang rất là thất vọng, bởi vì đã được chọn rồi, gần như là đã có được 10 triệu trong tay rồi. Nhưng mà cuối cùng vì rất nhiều lý do khách quan, em lại đứng ở đây một mình trơ trọi. Thôi thì bây giờ em cứ em hát đi nha. Hãy hát xong ca với anh Mai Tài Phến. Hát cho mọi người nghe để mọi người biết về giọng hát thật của mình như thế nào. Em đi hết chặng đường. Dễ thương. Hai bạn chửi lộn xong rồi đó anh Nghĩa. Tiếc quá. Thiệt là đau lòng. Đau lòng. Lẽ ra mình được nghe một cái bản song ca tuyệt vời với công số 1 hồi nãy thiệt rồi. Thiệt chứ. Ôi đau lòng mà đứng từng đoạn ruột. Em trai giới thiệu về mình đi em. Nếu các chị đã thành tâm muốn biết. Trời ơi. Em sẵn lòng trả lời. Thanh An, sinh viên năm nhất trường đại học sư phạm. Dạ, lời đầu tiên thì em xin được gửi lời chào anh Nghĩa đến tất cả các anh chị. Trời ơi, thiệt luôn á, lần đầu tiên em được đứng trên cái sân khấu mà có đầy đủ các anh chị mà em thật sự rất là hâm mộ luôn. Trời ơi. Học trường nào mà diễn giỏi hả? Cũng khá lâu rồi mới thấy là Tuấn xuất hiện trong một cái chương trình game show của truyền hình đúng không? Dạ vâng ạ, lần đầu tiên cho em được gửi lời chào anh Đại Nghĩa. Em chào anh Trường Giang, em chào chị Âu Thanh Vân. Em chào anh Trần Thành, em chào chị Đô Cha. Cái này, bé này không những nó khéo mà nó còn kiên trì nữa. Không, chi tiết anh, chi tiết. Bây giờ thì hai gia đình của chúng ta muốn mời thành viên nào về đội của mình? Dạ, em chọn Bùi Anh Tuấn. Tại sao? Tại sao? Thì đây là một chàng trai rất khéo và chi tiết, kiên nhẫn. Kiên nhẫn, chi tiết. Bên Giang và Vân, em có muốn mời Thái Trinh về nhà mình không? Chị Ốc chọn Thái Trinh luôn. Lý do là chị em mình đã từng làm người hùng tí hon rồi đúng không? Xin mời hai em về vị trí của mình.